Gian bếp mẹ tôi xin chào và kính chúc quý ông bà cô chú, anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và an lành. Để làm một món ăn sáng đơn giản, taco cá mòi. Trước tiên thì hành tím và tỏi lột vỏ và băm nhuyễn. Hành tây cũng lột vỏ và thái mỏng. Để làm dầu giấm hành tây ăn kèm cho đỡ ngán thì mình cho một ít giấm, một ít dầu ô liu, một ít tiêu xay, một ít đường, trộn đều, sau đó cho nửa củ hành tây đã thái mỏng vào ngâm. Khui hộp cá mòi và dùng luôn nước của hộp cá. Bắc chảo lên bếp cho dầu vào. Khi dầu nóng thì cho hành tỏi đã băm nhuyễn vào phi cho vàng. Tiếp đến cho cá mòi vào và chiên cho hai mặt cá bám với lại tỏi và hành tím. Cho nửa củ hành tây còn lại vào cá và rắc thêm một ít tiêu nữa thì tắt bếp. Cho rau xà lách vào taco. Nếu mà có rau càng cua thì cho vô càng ngon nha. Xếp cá mòi vào, cho thêm một ít hành tây đã ngâm dầu giấm, cho thêm vài lát ớt và rắc thêm ít tiêu nữa thì mình đã có một buổi ăn sáng rất là ngon, lạ và làm thật là nhanh chóng. Xin cảm ơn cả nhà thương thương của gian bếp mẹ tôi đã theo dõi video. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui.